Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một trưởng thôn năng nổ, nhiệt huyết, làm việc hết mình vì bà con, người phụ nữ dân tộc Nùng Lục Kim Phương ở thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm với vai trò hòa giải viên. Hơn 2 tháng trước, gia đình anh Hoàng Văn Thuận trồng hơn chục cây quế dọc đường đi. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như giáp đường đi này không là bờ ao nhà ông Giang Xeo Phụng. Lo ngại khi hàng quế lớn lên, lá rụng xuống sẽ ảnh hưởng tới ao nuôi cá, ông Phụng kịch liệt phản đối. Mâu thuẫn nhỏ nhưng kéo dài, anh Thuận và ông Phụng đã nhiều lần to tiếng. Trước sự việc trên, chị Lục Kim Phương đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân, gặp gỡ từng hộ, phân tích thiệt hơn. Sau đó mời hai gia đình đến cùng trao đổi thống nhất hướng giải quyết. Bảo là đề nghị thôn trưởng hòa giải. Hòa giải đến thì bảo là thôi thì hòa giải cũng nói là một hàng quế thì cũng không đáng bao nhiêu thì để cho Thuận là rồng. Thuận này bảo là mai kia là quế nó, lá quế nó cao lên thì để nó dốc đi. Thế tôi cũng bảo là thôi thì nếu mà thôn trưởng hòa giải nó ra hòa giải thế thì tôi cũng bảo là thôi thì nhá như thế thì thôi thì cũng chả biết là nói là sao được. Thôi thì cứ giữ nguyên như thế đã. Trên đây chỉ là một trong hàng chục vụ việc mâu thuẫn giữa các hộ dân trong thôn mà chị Phương đã hòa giải thành công. Để làm tốt công việc làm dâu chăm họ, chị Phương dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật, nhất là luật hòa giải. Bằng uy tín và trách nhiệm, những vụ việc mâu thuẫn được chị Phương khéo léo giải quyết, tạo sự đồng thuận của người dân. Và chúng tôi cũng được tập huấn thường xuyên. Khi mà chúng tôi đã được đi tập huấn rồi ấy, thì các hòa giải viên cũng áp dụng theo những kiến thức mà mình đã được học và luôn luôn là thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân. Đấy, và từng cá nhân và từng gia đình, đấy, từ đó thì mình mới giải thích được để có hiệu quả. Những năm gần đây, ở Bản Lầu, tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp giảm thiểu, an ninh trật tự thôn bản được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Riêng đối với thôn Na Mạ 1, công tác hòa giải được đánh giá là điểm sáng của xã. Và đối với lại cái công tác hòa giải ở cơ sở, và đồng chí Lục Kim Phương đã giải quyết hòa giải ấy, thì cũng mang lại những hiệu quả rất là tốt cho cái việc giải quyết các cái đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã phường thị trấn. Với những nỗ lực trong công tác, chị Phương được vinh danh là gương sáng pháp luật và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp. Chị Lục Kim Phương cũng là một trong những điển hình phát triển kinh tế. Từ trồng dứa, rừng, chăn nuôi và đào ao thả cá, bình quân mỗi năm gia đình chị có thu nhập gần 300 triệu đồng.